Rồi, chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Em là Dũng Bá PCP. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách lên một cây cột truyền thống. Đấy, bắn đạn chỉ, giá rẻ nhất, giá chỉ có 3.600.000. Đấy, đây là số điện thoại của bên em nhé. 0989 572 818, 0972 827 695. Anh em kết bạn Zalo thì kết bạn số 695 này giúp em nhé. Số 818 Zalo của em đang bị khóa nhé. Đấy. Đầu tiên thì em nói qua cách thức giao dịch hàng của bên em. Bên em là ship hàng COD, nhận hàng, kiểm tra hàng, ok, thanh toán. Đấy, hôm nay là em ráp thành một cây củ truyền thống cho anh em xem. Đây, em gỡ quay chi tiết cho anh em xem nhé. Đấy. Búa đập CNC, báo gấp tay cầm, bình nhôm, van nhôm, còng dây, kính bút leo 3.9x40. Lòng, đây là lòng không tuyến anh em nhé. Cái này em đang lắp là cành HVK 14 inch. Thế nhưng mà anh em mà lên thì anh em không nên mua loại cành này, tại cành này nó đắt. Nhá, anh em dùng thì anh em mua cái cành tàu, cành giật tiền nhá. Đây em sẽ hướng dẫn, sẽ nói chi tiết giá từng linh kiện một cho anh em nhé. Đấy. Đầu tiên là bên em bán bộ búa này, đây bộ búa đây. Búa lọc CNC 100%. Đấy. Đít búa có tiện sẵn gen để anh em lắp bằng gấp rút. Đấy. Đít có tăng giảm lò xo nhá. Đấy. Toàn bộ CNC nhé. Đấy. Nên tất cả những cái cạnh này nó đều rất sắc nét. Đấy, không bao giờ bị đứt tay hay gì. Bóp cũng không bao giờ đứt tay nhé. Đấy. Bố này bao đập cho anh em là 300 cân. Đặt tay lên, khó. Đấy. Bố bên em là có khóa an toàn nha anh em nhé. Anh em gạt xuống đây là khi anh em mà cái lên đạn búa rồi mà anh em không bèm, anh em gạt xuống. Đấy, khi nào anh em muốn bèm thì anh em lại gạt lên. Bao cỏ. Bộ này bao đập cho anh em 300 cân nhé. Đây bên em là bán bộ bán gấp và tay cầm thì có 3 loại. Bắt đầu thì em cứ giới thiệu qua về cái cây này hướng dẫn cho anh em nhé. Búa bán gấp tay cầm, búa 400, bán gấp tay cầm 600 là 1 triệu nhé. Đây bên em bán phần này nhé. Còn anh em mà làm mà mua ấy rồi thì là cái bộ bình van này, còng dây, kính ngắm, anh em mua ở những cái shop khác thì người ta bán cho anh em khoảng 2 triệu quay đầu. Đấy, tầm độ khoảng 2 triệu, cứ cho là 2 triệu đi. Kính ngắm, bút leo, còng dây, bình van, đấy, color là 2 triệu. Đấy, bộ búa bán gấp tay cầm. Đây, như này, 1 triệu nữa là 3 triệu. Với anh em mua cho em một cái lòng tàu lòng Việt Nam kéo 600.000, lòng cương tuyến Việt Nam 600.000. Thế là anh em chỉ có 3.6 triệu thôi là anh em đã lên được một cây củ như thế này rồi. Đấy, một cây củ như thế này là anh em có thể lên được là giá chỉ có 3.600.000 nhá. Đấy. Như cái phần này bên em bán nhá là giá là 1 triệu là cả một combo như thế này. Đấy, có 3 combo, có 3 mẫu nhá. Đây là mẫu bán gấp và tay cầm mẫu thứ nhất. Mẫu này là 550 bao ship nha anh em nhá. Đây là mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai này là 600.000 bao ship anh em nhá. Còn đây là mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba này cũng là 600.000 nha anh em nhé. Đây anh em thích chế loại nào, thích lắp loại nào thì lấy loại đấy. Cứ alo cho em trực tiếp qua số điện thoại kia. Đấy còn bình búa, búa là 400.000 nha anh em nhé. Anh em mua theo combo như thế này là 1 triệu, như thế này là 1 triệu. Còn như thế này thì là 950. Đấy, ship hàng tận nơi, nhận hàng, kiểm tra hàng, ok, thanh toán. Đấy. Thế như này anh em chỉ có 3.600.000 là anh em đã lên được một cây củi. Đấy anh em xem tổng thể rất ok nha anh em nhé. Đấy. Như con này vẫn bao cho anh em là được 70m. Đấy. 70m anh em, truyền thống 70m anh em thấy ok chưa? Quá ok rồi nhá. Đấy, hàng bên em là ship hàng COD, nhận hàng, kiểm tra hàng, ok, thanh toán. Đấy. Còn anh em mà mua kính ngắm, bình van, còng dây anh em cứ đánh vào YouTube. Hoặc là bình van thì em cũng có, anh em nào mà cần thì em cũng có nhá. Bộ bình van, color. Color đây, quy trượt đây. Búa là 1.300.000. Bán gấp tay cầm 600.000 nữa là 1.900.000, là anh em chỉ phải mua thêm còng dây mới cả kính ngắm mới lòng nữa là anh em thành một cây. Đấy. Rất dễ và rất tiện nhá. Đây em cho anh em xem trực tiếp luôn. Đấy. Đấy rồi anh em thấy ok chưa? Đấy anh em xem mình nhớ đăng ký kênh nhá. Để có những cái mẫu gì mới thì em sẽ đăng luôn lên cho anh em xem nhé. Rồi ok, chào anh em nhé.